Hiện nay sản phẩm kem chống nắng giờ sim đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có được làn da nâng tông trắng sáng và chống nắng vô cùng hiệu quả. Liệu sản phẩm này có tốt và hiệu quả không? thì trong video này Shop sẽ review cụ thể hơn về dòng kem chống nắng giờ sim, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem chống nắng giờ sim. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt và phù hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là kem chống nắng giờ sim được xem là thần dược giúp chống nắng, nâng tông và chăm sóc da vô cùng hiệu quả, với thành phần được làm hoàn toàn 100% từ tự nhiên. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng kem chống nắng giờ sim đã mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là chống nắng rất tuyệt vời đặc biệt sản phẩm có thể bảo vệ làn da một cách toàn diện trước mọi tác động như nước, mồ hôi trong khoảng hơn 16 tiếng ở môi trường khí hậu nắng nóng rất bình thường. Ngoài ra, đánh giá của nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là giúp da nâng tôn lên một cách nhẹ nhàng, trong rất tự nhiên, tạo hiệu ứng da tươi sáng và trắng hồng hào hơn, làm cho bạn khi ra ngoài thì cảm giác mình xinh đẹp hơn, tự tin hơn rất nhiều. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng kem chống nắng này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua kem chống nắng giờ sim về dùng để cải thiện cho chăm sóc và bảo vệ làn da của mình nhé. Thường mỗi màu nó được thiết kế phù hợp cho mỗi loại da, nhưng kem chống nắng giờ sim màu hồng là loại phổ biến nhất, được nhiều chị em tin dùng nhiều nhất, nên bạn có thể dùng kem màu hồng thôi cũng được. Nếu muốn trải nghiệm thêm màu xanh hay vàng cũng được, nhưng nếu lần đầu sử dụng thì bạn nên dùng loại màu hồng, vì màu này phù hợp với nhiều loại da và được mua nhiều nhất. kem chống nắng giờ xin hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng giờ xin hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.